tôi đang đứng trước cổng đền Đa Hòa, thờ Trừ Đồng Tử Tiên Dung, thuộc xã Bình Minh, huyện Khói Châu. Trước cổng đền đó chính là khu vực sông Hồng đang mênh mông nước, và do ảnh hưởng của mưa lũ trong những ngày qua thì toàn bộ khu vực sân đền đã bị ngập nước khoảng 50 cm, và đến thời điểm trưa nay thì nước vẫn chưa rút. Đền Đa Hòa tọa lạc sát bờ sông Hồng. Từ sáng hôm qua, khi nước sông lên cao khiến biển chỉ dẫn di tích, khu vực nhà bia, lối dẫn vào đền, cổng đền và sân đại tế của đền Đa Hòa bị ngập nước. Rất may, những hạng mục chính của ngôi đền không bị ngập nước, cho nên không ảnh hưởng đến các đồ thờ tự và tượng thờ trong đền. Trước đó, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, 4 cây to trong đền Đa Hòa bị đổ. Trong đó có 2 cây đổ vào nhà Tả Vu và Hữu Vu làm xô mái ngói. Trong một vài ngày tới, khi mà nước sông rút đi, chúng tôi sẽ huy động toàn bộ các cái lực lượng để sẽ tổng vệ sinh toàn bộ khuôn viên, đảm bảo vệ sinh môi trường cũng như là các cái đồ thờ tự trong khuôn viên của di tích. Trong sáng ngày 12 tháng 9, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lê Quang Hòa đã đến kiểm tra và đề nghị chính quyền huyện Khói Châu và xã Bình Minh theo dõi sát sao tình hình mưa lũ để có biện pháp phòng chống kịp thời, đặc biệt có phương án bảo vệ các đồ thờ tự, các hiện vật cổ và cây cổ thụ trong đền Đa Hòa, đồng thời tập trung lực lượng để dọn dẹp vệ sinh và khắc phục thiệt hại sau khi nước rút.